Này, ăn tráng miệng lên đi. Biết sao bên này có mà ăn không? Nhổ ra, nhổ ra. Không được ăn lê. Không được ăn lê. Làm cái gì đấy? Nhổ ra. Không được ăn lê. Quả này to quá, con được vùng chia đôi ra ăn nhá. Bố đi. Bố ở nhà ấy, phải giữ gìn sức khỏe vào. Con bây giờ phải tiếp tục lên đường để nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Con đi ơi. Con đi mạnh giỏi nhá. Vâng ạ. Nó để lại miếng lê, nó không quay trở về nữa. Hay là tôi ngâm miếng lê ra. Bố con tôi không phải chia ly. Chú ơi, chúng mình tính đã. Bố con tôi không phải chia ly. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao chú lại nhất quyết ngăn chị em tôi ăn miếng lê đó. Miếng lê chính là thứ mà chú cho là lý do khiến cho cha con chú phải chia lìa. Còn gì đau đớn hơn, người đầu bạc phải thiện kẻ đầu xanh.